could be us. So back to what I was saying. Could be us. Châu Nhuận Phát nói một câu được Lưu Đức Hoa lấy làm châm ngôn sống. Khi sự nghiệp của Lưu Đức Hoa đang xuống dốc, Châu Nhuận Phát đến bên, vỗ vai và nói một câu mà sau này nam diễn viên đa tài đã lấy đó làm phương châm sống. Lưu Đức Hoa sinh ra ở Hồng Kông. Khi còn rất nhỏ, anh đã phải phụ giúp gia đình bán cháo. Những người đến mua cháo hồi đó đều không thể tưởng tượng được cậu bé phục vụ dễ thương sau này sẽ trở thành ngôi sao có số má trong làng giải trí. Bản thân Lưu Đức Hoa cũng không bao giờ tưởng tượng ra điều đó. Khi học cấp 2, Lưu Đức Hoa dần được tiếp xúc với phim truyền hình và say mê lĩnh vực này. Anh tích cực tham gia các buổi biểu diễn của câu lạc bộ kịch và học hỏi được nhiều kiến thức về diễn kịch dưới sự hướng dẫn của thầy giáo. Từ diễn xuất đến biên kịch, anh đều hứng thú tìm hiểu. Sau này, Lưu Đức Hoa đăng ký học một lớp đào tạo diễn viên. Anh bắt đầu sự nghiệp diễn xuất khi đầu quân cho hãng TVB và tham gia các bộ phim truyền hình của hãng này. Tên tuổi Lưu Đức Hoa vụt sáng khi anh vào vai Dương Quá trong Thần Điêu Đại Hiệp 1983. Nhờ những vai diễn thành công liên tiếp, Lưu Đức Hoa trở thành một trong những diễn viên trẻ triển vọng nhất của hãng TVB và được người hâm mộ xếp vào nhóm ngũ hộ tướng cùng với Huỳnh Nhật Hoa, Thang Chấn Nghiệp, Miêu Kiều Vĩ và Lương Triều Vĩ. Năm 1988, Lưu Đức Hoa rời TVB để tập trung đóng phim điện ảnh. Và cũng chỉ một năm sau, anh đạt thành công đầu tiên với bộ phim Thần Bài đóng cùng Châu Nhuận Phát và mỹ nhân Vương Tổ Hiền. Đến năm 1985, Lưu Đức Hoa lấn sân sang lĩnh vực âm nhạc. Anh tiếp tục thành công, được giới truyền thông phong tặng là một trong tứ đại thiên vương trong lĩnh vực âm nhạc bên cạnh Quách Phú Thành, Lê Minh và Trương Học Hữu. Lưu Đức Hoa trở thành nghệ sĩ đa lĩnh vực của công nghiệp giải trí Trung Quốc khi anh thành công cả trong mảng phim điện ảnh, phim truyền hình lẫn âm nhạc. Có vẻ như hành trình thành sao của Lưu Đức Hoa rất thuận buồm xuôi gió. Tuy nhiên, cũng có những lúc anh mất phong độ và để sự nghiệp lao dốc không phanh. Trong khoảng thời gian đó, anh đã gặp Châu Nhuận Phát. Trong một lần quay phim chung, khi thấy Lưu Đức Hoa ngồi một mình trông rất cô đơn, Châu Nhuận Phát đến vỗ vai an ủi đàn em và nói, hãy cứ làm việc chăm chỉ. Sau này, cậu sẽ có thể nhận được bất cứ điều gì cậu muốn. Kể từ đó, Lưu Đức Hoa vẫn coi đây là phương châm sống của mình. Anh không ngừng trau dồi bản thân trong suốt thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp, đồng thời chăm chỉ đọc sách và rèn luyện sức khỏe.